Trong chapter 1082 trước đó, Sengoku và Chiru đã nhận thức được tầm nguy hiểm của tổ chức Crosskill với chiêu bài truy nã hải quân. Họ thừa nhận mình đã đánh giá thấp hệ chỗ bước ghi về đồng tiền và cuộc sống nên người dân sẵn sàng ra tay giết chính những hải quân tốt bụng đang bảo vệ mình. Mà bằng chứng là Vorodok T-Bone vừa tử nạn ở vùng cốc PP. Một người đàn ông đói khổ đã tới đảo Kraibari để được thánh bước ghi bảo vệ sau khi trả cho gia đình ông ta đủ số tiền. Khi hào quang ngày một rực rỡ hơn, dĩ nhiên Crosskill cần một soái hạm tương xứng. Và sau khi thấy con tàu, Crocodile và Mihawk lập tức lôi Buggy vào phòng họp nói chuyện vì bọn anh cần sự riêng tư. Tại đây Buggy đã chứng minh cái đầu của thủ lĩnh luôn cao hơn đàn em một bậc bằng cách bị Crocodile treo thủ cấp lên trần nhà. Trông thánh vừa hài vừa bi, nhưng hai cả kiểu thuật vô hại kia khó mà bi được với Buggy về chí hướng. Cá cho mặc và mắt biếc chỉ nghĩ tới việc thành lập vương quốc quân sự Utopia để sống an nhàn mà quên đi khát vọng ước mơ cái quyết định trở thành hải tặc. Buggy cũng từng từ bỏ ước mơ của bản thân, nhưng không phải do sợ bị đánh mà vì người bạn thân xanh tóc đỏ. Thành chưa từng quên ước mơ đó, thậm chí còn nhắc nhở hai gã kiểu thất vũ hải kia rằng nếu đã mơ thì hãy mơ cho bõ, mơ thật lớn. Buggy tuyên bố mình muốn trở thành vua hải tặc, cạnh tranh trực tiếp với xanh tóc đỏ, đồng thời hô hào 5.000 anh em rong buồm ra khơi đi đọt One Piece. Cuối chương là cảnh quân cách mạng chào đón Sabo trở về cùng dân chúng Lucia từ vương quốc Kamabaka. Tại đây, Sabo sắp kể lại toàn bộ sự thật xảy ra ở Thánh vệ Merengoy trong hội nghị Lepeli. Và đó là gì thì anh em hãy cùng chuyện tổng hợp tìm hiểu thông qua bài phân tích One Piece cho tờ 1083 mới nhất mang tựa đề Sự thật ngày hôm ấy. Sabo bắt đầu vén màn sự thật tại Merengoy hôm đó. Anh tự hào kể rằng mình cùng mọi người đã hoàn thành xuất sắc cả 3 nhiệm vụ được giao. Đầu tiên là gửi lời tuyên chiến với Thiên Long Nhân thông qua việc phá hủy biểu tượng Thần Long Chảo được đặt ở trung tâm nơi quý tộc thế giới sinh sống. Vụ việc này cũng được nhắc đến trong chapter 1054, chính quyền thế giới coi đó là lời tuyên chiến trắng trợn, giống như hành động bắn rụng cờ chính phủ trên nóc tòa án NS Lobby của Sugar King. Khi đó, cả thế giới xem như băng bộ rơm đã gửi lời tuyên chiến đến chính phủ. Nhiệm vụ thứ hai là giải cứu Bartholomew Kuma, tuy đã hoàn thành nhưng sau cùng ông ấy vẫn dịch chuyển tức thời về Merengoyz, dường như Kuma đã bị lập trình sẵn như vậy. Nhiệm vụ cuối cùng, cứu thoát càng nhiều nô lệ càng tốt, Sabo và ba thủ lĩnh kia đã làm hết sức mình để đưa được thật nhiều người rời khỏi Merengoyz. Kể từ khi anh hùng Mr. Tiger trèo lên đỉnh Red Line giải phóng nô lệ, quân cách mạng là thế lực đầu tiên làm được điều đó. Vẫn chưa hết, họ còn tìm ra nơi cất giấu lương thực của thánh địa và đốt sạch mọi thứ. 96,69% là Sabo đốt bằng năng lực Mira Mira no Mi của anh, nhưng hệ quả của việc đó là hải quân đã điều động cùng lúc hai đô đốc tới xử lý, nếu không thì lũ Sevopol kia chẳng thể nào ngăn được Sabo và Thiên Long Nhân phải dùng đến lực lượng phòng vệ cuối cùng của bọn chúng. Chúng ta sẽ biết lực lượng này là gì ngay sau đây, thông qua lời kể của thủ lĩnh Monkey D. Dragon. Hóa ra không phải 8 mà quân cách mạng đã tác động tới 12 quốc gia nơi họ có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Người dân ở tất cả các quốc gia này đã nổi dậy, nhưng chỉ có 8 nước thành công, 4 nơi thất bại xem ra đã có bàn tay của hải quân hay Sevopol giúp đỡ, hoặc hải quân ở đó quá mạnh và nhanh chóng đàn áp được phong trào khởi nghĩa. Nhằm mục đích giết gà dọa khỉ, vương quốc Lulusia đã bị xóa sổ vĩnh viễn. Ivankov rất lấy làm tiếc, nhưng xem ra Dragon đã lường trước được chuyện này. Ông nói chính quyền thế giới chỉ đang cố che đậy một sự thật rằng cả 8 vương quốc kia đều đã từ chối cống nạp vàng trời hay tài nguyên của họ cho Thiên Long Nhân. Chưa dừng lại ở đó, quân cách mạng đã hành động trên khắp thế giới, họ liên tục tấn công các đoàn tàu tiếp viện tới thánh địa Merengoyz. Ivankov tỏ ra vô cùng phấn khích vì làm như thế sẽ cắt đứt nguồn cung cho lũ Thiên Long Nhân, kết quả là chúng sẽ chết đói. Nữ hoàng LGBT còn nói thêm rằng Merengoyz sẽ đích thị là một pháo đài bất khả xâm phạm, nhưng nó cũng tồn tại một điểm yếu chết người, đó chính là lương thực, thuốc men hay nhu yếu phẩm. Để so sánh thì mình sẽ lấy ví dụ pháo đài Wano, đây cũng là một nơi bất khả xâm phạm. Từ xa xưa đã có vô số quốc gia muốn xâm lược Wano, nơi được mệnh danh là vương quốc của vàng. Tuy nhiên địa thế cao, con thác độc đạo cùng sự khắc nghiệt của đại dương bao quanh là rào cản quá lớn. Bên cạnh đó, sức mạnh của thần kiếm Ryoma, các samurai Wano hay sau này là Kaido Bách Thú đã biến nơi đây thành pháo đài. Đỉnh Red Line trước kia được che chắn bởi thành phố Marineford, nơi đặt tổng bộ hải quân. Bên trên thì có CP0, quân chính phủ. Nhưng khác với Merengoyz, Wano bế quan tỏa cảng và có khả năng tự cung tự cấp, bởi nông dân ở đây vô cùng chăm chỉ, sản vật phong phú giúp tạo ra nguồn lương thực dồi dào. Các thợ thuyền lại có tay nghề cao, họ yêu lao động chứ không như lũ Thiên Long Nhân chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Cho nên kế hoạch của quân cách mạng là chặt đứt nguồn cung ứng này, như Ivankov nói thì để cho bọn Thiên Long Nhân kia nếm trải cuộc sống đói khổ của dân nghèo, xem mùi vị thế nào. Họ chết đói cũng chỉ vì siêu cao thuế nặng, với đất nước này chưa đủ ăn vẫn phải cống nạp cho chính phủ để không mất đi nhân quyền, để được hải quân bảo vệ. Bọn vua chúa không tự bỏ ra mà hút máu thần dân của mình dâng cho Thiên Long Nhân, chúng vẫn ăn sung mặc sướng kể cho người dân cơ cực ngoài kia. Và quân cách mạng xuất hiện, cho thấy họ chẳng cần hải quân, quân cách mạng đủ sức bảo vệ họ khỏi các hải tặc, tội phạm. Ở cho tờ 904, một thuộc hạ của dâu đen là hải tặc dâu hồng có truy nã 52 triệu berry đã bị quân cách mạng tiêu diệt rồi đưa hắn cho người dân đem đi lãnh thưởng lấy tiền tiêu.
và nơi hắn bị tiêu diệt chính là Vương quốc Russia. Từ đó nhân dân nơi này chính thức nổi dậy. Nếu nhiều quốc gia hơn từ chối cống nạp, thử hỏi điều gì sẽ xảy ra cho Thiên Long Nhân đây? Anh em có bao giờ đặt câu hỏi vì sao Im chỉ hủy diệt Russia thay vì cả 8 quốc gia hay không? Theo mình, có bố bảo Im cũng chẳng dám kể cả hủy diệt được cả thế giới đi nữa. Nếu xóa sổ tất cả thì lấy ai cho chúng cai trị? Hay là cai trị bọn hải vương sinh vật biển? Dân nghèo là lực lượng lao động nuôi sống các Thiên Long Nhân, chúng không dám giết hết bọn họ mà chỉ dùng vương quốc Russia để cảnh báo các quốc gia khác. Có lẽ Dragon biết vậy nên ông không quá lo lắng. Dù rất thương tiếc vương quốc Lulusia, cuộc cách mạng cũng không thể tấn công hết các tàu tiếp vận, bởi sớm muộn gì họ cũng sẽ bị phục kích khi chính phủ cảnh giác hơn và cử hạm đội bảo vệ hùng hậu. Mà khi Dragon muốn các nước từ chối cống nạp, nó sẽ dẫn đến hệ lụy là chính phủ phải đi cướp. Vâng, là cướp của các nước thành viên, khi nhiều quốc gia bị tấn công thì họ sẽ liên kết lại để bảo vệ lẫn nhau, từ đó quân cách mạng cũng có thêm đồng minh. Vấn đề là 8 nước là con số quá ít, Dragon cần nhiều hơn thế. Mấu chốt nằm ở thứ mà Sabo trông thấy, nếu tất cả các vị vua trên thế giới biết mình bị chính phủ lừa bịp, chắc chắn họ sẽ không cống nạp dù chỉ là một hạt gạo, và viễn cảnh như mình vừa nói sẽ xảy ra. Theo kế hoạch đó, quân cách mạng đang dần bóp nghẹt các Thiên Long Nhân, ép chúng phải ra mặt đáp trả. Minh chứng rõ nhất là các thiệp sĩ thánh đã được cử tới 7 quốc gia còn lại để đàm phán, chính phủ chưa dám dùng vũ lực do e sợ họ liên kết với nhau, chống lại mình. Trước mắt chúng vẫn muốn sự cố Lulusia để uy hiếp các nước phải tiếp tục cống nạp. Mankrit Dragon nói rằng khi các hiệp sĩ thánh này hành động, tức là chính quyền thế giới đã chấp nhận lời tuyên chiến, quân cách mạng và Thiên Long Nhân chính thức đối đầu với nhau. Có lẽ đó là lý do vì sao Dragon cho triệu tập toàn bộ lực lượng. Ở cho tờ 904, chỉ có 4 thủ lĩnh vùng xuất hiện, họ được gọi tới để cùng Sabo đi làm nhiệm vụ. Còn lần này, các phó tư lệnh đều góp mặt thay vì tiếp tục đóng quân ở trên thế giới, quân cách mạng lại chọn vương quốc Kamabaka ở Đại Hải Trình. Vì Akainu đã rời trụ sở hải quân vào tân thế giới nên quân cách mạng có thể đánh qua Marineford dễ hơn nhiều. Từ Đại Hải Trình đi tới đây rõ ràng nhanh hơn đi từ tân thế giới đánh ngược ra. Theo mình đó là lựa chọn khôn ngoan. Còn về đội kỵ sĩ thánh hay hiệp sĩ thánh thì như mình đã nói ở video ngày hôm trước, có thể Oda lấy ý tưởng dựa trên hiệp sĩ dòng thánh hay còn gọi là hiệp sĩ dòng đèn trong thực tế. Đây là một trong những dòng tu quân đội Kitô giáo nổi tiếng nhất lịch sử, được thành lập sau cuộc thập tự chinh thứ nhất năm 1096 để bảo vệ người châu Âu đi hành hương tới Jerusalem, thành phố linh thiêng nhất của người Do Thái. Biểu tượng của đội hiệp sĩ thánh lẫn biểu tượng của chính phủ thế giới đều mang hình chữ thập. Quy mô đội thập tự quân có tới 15 đến 20.000 người, nhưng chỉ 10% trong số đó là hiệp sĩ. Họ vừa là thầy tu, vừa là chiến binh. Tương tự, các hiệp sĩ thánh kia vừa là Thiên Long Nhân, vừa là chiến binh. Chính quyền thế giới xâm lược đỉnh Red Line của người Lunarian rồi biến nơi này thành thánh địa Marengoise. Nó nằm ở trung tâm thế giới, chia cắt Đại Hải Trình và Tân Thế Giới. Trong khi vùng đất thánh nằm giữa biển Địa Trung Hải và bờ sông Jordan, rất nhiều liên hệ có thể tìm thấy. Dường như cha Luffy biết rất rõ về các hiệp sĩ này, thậm chí từng gặp qua cũng nên. Đặc biệt, hiệp sĩ thánh đứng ở giữa thật sự rất giống sơn tặc Ryoma. Đùa thôi, nhìn vóc dáng y chang tu hoàng xoành tóc đỏ. Từ khuôn mặt, áo choàng cho tới thanh kiếm, kể cả vị trí đeo kiếm cũng vậy. Cho nên tiêu đề video mình mới đặt là thánh Fireland Shang. Chắc anh em cũng xem giáo thuyết hôm qua rồi nên mình không nhắc lại nữa. Nếu Shang thật sự mang dòng máu quý tộc thế giới và có quan hệ huyết thống với một hiệp sĩ thánh, thì thân phận của anh có vẻ chưa bị xóa bỏ như Doflamingo. Gọi anh là thánh Fireland Shang có lẽ không sai, vì gia tộc Fireland, tộc Zagasia, nhà Don Quixote và Nefertari là 4 trong 20 gia tộc sáng lập chính quyền thế giới ngày nay. Trở lại với câu chuyện, Ivankov đang trêu chọc Sabo khi gọi anh là chàng viêm đế, nhưng danh hiệu này cũng biến Sabo thành mục tiêu số 1 của chính phủ. Còn trong mắt người dân trên khắp thế giới, anh đang là người hùng, bất kể sự thật đằng sau cái chết của vua Cobra là gì đi chăng nữa. Bởi họ đã quá chán ghét cái chế độ hiện tại nên bất cứ vị vua nào cũng đều trở thành cái gai trong mắt, bị xem như lũ ác quỷ mất hết nhân tính. Dù vẫn còn đó nhiều bậc quân vương anh minh, nhân hậu như vua Cobra của Alabasta hay vua Riku của Dressrosa, họ là những bậc minh quân được thần dân tôn kính, cho nên việc vua Cobra bị giết lại còn được nói là chết dưới tay Sabo khiến Dragon và quân cách mạng hết sức lo lắng. Nhưng Sabo lại tỏ ra khá bình thản, có lẽ tuổi thơ ở vương quốc Wa cùng cái lần chết hụt dưới họng pháo của Thiên Long Nhân đã khiến anh căm hận chúng tới tận xương tủy. Mặc dù cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với ngài Cobra, nhưng trong mắt Sabo thì cái chết của ông có thể thổi bùng ngọn lửa cách mạng ở khắp mọi nơi. Tâm lý cực đoan này khiến cha Luffy cũng phải thờ dai. Có lẽ cậu học trò của Dragon chưa ý thức hết được hậu quả của tin đồn thất thiệt kia, nên quân cách mạng giết một tên hôn quân lại khác. Đằng này danh tiếng uy tín của vua Cobra cực lớn, nhân dân Alabasta chắc chắn sẽ coi quân cách mạng là kẻ thù. Nhưng ai biết và yêu quý ngài Cobra cũng vậy, kẻ tung hô Sabo chỉ có các phần tử cực đoan mà thôi. Hãy lấy Doflamingo làm ví dụ, trước khi chiếm Dressrosa, hắn phải lên kế hoạch hạ bệ uy tín của vua Riku trong mắt người dân, sau đó tự biến mình thành vị cứu tinh.
Đến một ngày ta còn biết điều đó thì quân cách mạng càng phải lấy được lòng dân. Sao bố chấp nhận mang tiếng xấu để thắp lên ngọn lửa cách mạng thì anh đúng là hơi quá khích. Vì sao bố còn thổi bùng ngọn lửa căm thù của người dân Alabasta nữa? Để cho anh thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề, Dragon lấy ra tờ báo xuất bản ngay sau hội nghị Lepeli. Ông và Ivankov đang chờ lời giải thích từ Sabo, mặc dù họ đều tin anh không làm chuyện động trời này. Trong tấm hình chụp trộm bởi camera giấu kín trên trần nhà, Sabo xuất hiện bên cạnh thi thể đầy máu của Vokopra. Xà lăn của ông bị đổ, còn Morgan giật tít Vokopra đã bị ám sát. Nội dung bài báo khiến mặt Sabo biến sắc. Anh bắt đầu hiểu mình đang gặp rắc rối lớn và tại sao Dragon lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy. Và Sabo bắt đầu kể lại câu chuyện xảy ra cách đây hơn một tháng, không lâu sau khi hội nghị Reverie khai mạc. Quân cách mạng đã tấn công nơi ở của Thiên Long Nhân trên thánh địa Marengois. Các tư lệnh đã phá hủy biểu tượng Thiên Long Chảo để tuyên chiến trước, rồi mới đốt cháy kho lương nhằm gây ra sự hỗn loạn để dễ bể hành động. Lũ quý tộc nháo nhác chạy loạn, kẻ thì chửi quân cách mạng Gato, kẻ thì tiếc nuối cao lương mỹ vị bị hủy hoại. Có tên còn nghĩ sẵn cách xử từ các thủ lĩnh quân cách mạng như chặt đầu, ném ra bãi rác, tung xẻo. Giá mà bệnh nhân ung thư cũng là qua nhiều lũ Thiên Long Nhân này. Bởi sức mạnh của quân cách mạng sẽ khiến chúng te ra quần, bọn thối nát này đến lúc chết cũng không chừa. Đang chạy nạn mà vẫn quất roi và nô lệ bắt ông ta chạy nhanh hơn. Người đàn ông xấu xố này đội một chiếc mũ thường dành cho các thuyền trưởng, có vẻ ông ta từng làm hải tặc. Khi bị hải quân bắt đã trở thành nô lệ cho Thiên Long Nhân. Quá thất vọng, tên quý tộc quyết định nhảy xuống đi bộ. Hắn rút cây hàng từ trong quần ra toan bắn chết ông ta, nhưng bị một con quạ vụt qua cướp mất vũ khí, cứu lão hải tặc già một mạng. Con quạ bay về phía mái nhà, thủ lĩnh cánh quân miền Bắc Karasu, ông quát tên Thiên Long Nhân, ai cho mày mang súng vào phòng cận chiến. Sau đó lại tạo ra quả bố hóng về phía dưới. Karasu đã ăn trái Hitohito no Mimodo Uchiha tại Itachi. À nhầm, là một trái quỷ hệ Logia tên là Sususususu no Mi, trái bố hóng. Bố hóng là một khối lượng lớn các hạt carbon không tinh khiết, là kết quả của sự cháy không hoàn toàn của các hydrocarbon. Nó là sản phẩm của quá trình đốt khí trong động cơ đốt trong, bao gồm cả các hạt khí đốt được trưng khô còn sót lại như than, củi và dầu mỏ. Về cơ bản thì đây là một dạng khí tương tự khói trắng của thợ săn hành Smoker, của Karasu là khói đen huyền ảo. Con quạ bay từ chỗ người đâu lại bảo ông ta mau chạy về phía đông thành phố, có lẽ quân cách mạng đã chuẩn bị sẵn đường rút ở hướng này. Ngay lập tức Cyberpol xuất hiện để ngăn chặn, chúng hào bắn Karasu banh xác và đúng là banh xác thật. Những sợi lông quạ rụng là tả dưới đất rồi dần tan ra thành khói. Karasu tái sinh ngay sau lưng bọn Cyberpol. Ông ta tung ra chiêu thức Obelix suốt bia tưởng niệm bổ hóng. Hàng loạt những tấm bia từ dưới đất mọc lên xiên trả bọn Cyberpol. Tất cả đều bị ban cũng vì tội đem súng vào phòng cận chiến. Ở một khu vực khác, Limburg đang dùng súng laser bắn đứt xích cứu thoát rất nhiều nô lệ. Tư lệnh quân đoàn phía Nam có thể bay và chuyên về vũ khí hóa học. Limburg có trách nhiệm giải cứu mọi người khi các thủ lĩnh khác thu hút sự chú ý. Nhưng thế không qua được mắt Fujitora, dù ông ta đã mù nhưng hai cây quan sát cực khủng. Tổ đốc Isho toan tấn công Limburg thì Karasu xông tới ngăn cản. Tư lệnh phía Bắc tạo ra rất nhiều quạ bay vào mổ Fujitora. Chúng là nguyên nhân ông ta băng bó đầy đầu bởi chém không hết được quạ của Karasu. Đô đốc Ryukyu cũng tham chiến, bạo lục bị mo lây từ dưới đất chui lên đâm bằng cây hàng vừa to vừa dài. Hắn chuyển sang dạng thân rừng nên cú đâm đó không gây ra sát thương, nhưng dạng khổng lồ của Aramaki cũng khiến nhà cửa bị phá hủy như năng lực của mo lây. Bọn Thiên Long Nhân chửi hắn thậm tệ chẳng kém gì quân cách mạng, thậm chí có kẻ còn dọa xử trảm Ryukyu nếu làm ai trong số chúng bị thương. Điều đó khiến bạo lục chùn tay không dám bùng hết sức. Hắn thầm chửi, biến mẹ cho mày đi. Điều tương tự cũng xảy ra với Fujitora khi đang gọi thiên thạch tấn công thì bị cấm. Nó vô tình giúp quân cách mạng dễ thở hơn. Đấy là lý do Gap luôn từ chối chức vị đô đốc vì không muốn tuân lệnh bọn Thiên Long Nhân. Nếu là ông thì Marengois cũng như cảng Rocky thôi. Thế mà mình nghe ở đâu đó bảo rằng nếu gặp Akainu thì thằng Thiên Long Nhân kia đang xuất rồi. Còn mà bố thằng Akainu cũng không dám đục lộ Thiên Long Nhân. Khó thế mà cũng nghĩ nhau được. Hắn chỉ dám múa mõm trước mặt ngũ lão tinh thôi chứ tuổi gì bật lại. Lúc này chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của các cựu CP9 trong Aquator 7 và ANS Lobby. Dựa vào trang phục có thể thấy họ đều được thăng lên cấp CP0. Cả Zabra, Khalifa, Blueno, Fukuro và Kumadoro đều khoác áo trắng như Kaku hay Rotoxi, nhưng họ không đeo mặt nạ nên thứ bậc thấp hơn nhóm tinh anh kia. Cả nhóm bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sức mạnh của quân cách mạng khi nhận xét các thủ lĩnh kia không phải loại nên dây vào. Tuy nhiên đây là Marengois nên hai đô đốc cũng bị hạn chế. Ở cho tờ 1054, phó đô đốc Kuroma cũng nói điều tương tự nhưng Akainu bảo đừng bao biện thay cho họ. Tuy nhiên Kuroma nói đúng, hai đô đốc có thể lật ngược thế cờ nếu họ được phép tùng hết sức. Nếu ở một nơi khác, có lẽ hai bên đã hủy diệt mọi thứ. Mặc dù cả Fujitora lẫn Ryokugyu đều không tung hết sức, nhưng không thể lấy đó làm lý do hạ thấp quân cách mạng. Đối thủ bị hạn chế thì các thủ lĩnh kia cũng chưa phải dùng hết tuyệt kỹ. Và chẳng có kèo 2 với 4 nào cả, họ solo cho máu.
Morley đánh với Aramaki, còn Karasu chặn Isho, Leibuck chỉ tập trung giải cứu nô lệ thôi. Ngoài ra thì trận chiến này còn cho thấy các đô đốc quá ỷ vào trái quỷ, còn Haki không mạnh như là Ryokugyu, nên khi năng lực bị hạn chế họ trở nên khá yếu đuối. Hồ tím còn quấn băng kín đầu chứng tỏ Haki hơi bị bình thường, còn màu lục chỉ biết đứng yên cho Morley xiên. Trong một trận solo thế này không nhất thiết phải gọi thiên thạch là kiếm sĩ thì Fujitora có thể dùng kiếm thuật và Haki để đấu với Karasu, nhưng ông ta không chém trúng cơ thể Logia của Karasu. Haki của hồ tím khá yếu so với quy định, khi không được gọi thiên thạch thì ông ta chẳng ăn nổi chỉ huy quân cách mạng. Bảo Sorodok với tứ hoàng thì thật sự quá lệch, Fujitora chỉ ngang Sabo là cùng. Với Haki thế kia có bát tổng thì được, chứ solo với tứ hoàng chắc vài hit bọc Haki báo vương là nằm mất. Tiếp tục với diễn biến ở Maringoi, Karasu liên lạc với Sabo xem anh tìm thấy chìa khóa vòng cổ hay chưa. Đây là thứ trói buộc các nô lệ để họ dám trốn khỏi thánh địa. Chiếc vòng lập tức phát nổ. Tranh thủ thời gian đồng đội câu giờ, Sabo đã đột nhập lâu đài Pangea và tìm ra đống chìa khóa đó. Thậm chí anh còn phát hiện ra cha con thánh Charlotte đang đi cùng Kuma, chúng vẫn chưa từ bỏ ý định bắt công chúa Shirahoshi. Cũng trong chapter 1054, Kizaru có nhắc tới vụ mưu sát thánh Charlotte bất thành. Chắc chắn Sabo đã ra tay tấn công cha con hắn và đem Kuma đi. Nhưng kẻ nào đã ngăn nổi nhân vật số 2 quân cách mạng đây? Chỉ có thể là Kuma thôi, vì ông ấy là nô lệ của Thiên Long Nhân mà. Sabo không nỡ đả thương Kuma nên mới để cha con Rosewood và Charlotte chạy thoát. Amata còn thấy cả Bonnet nữa, cô tới đây tìm cha mình nên chưa chắc Sabo đã mưu sát cha con nhà Rosewood đâu. Theo Bonnet mới là thủ phạm cũng nên. Bởi lúc đó Sabo đang dặn Morley hãy chuẩn bị sẵn sàng. Mình đoán ông đã dùng năng lực tạo ra đường hầm ở phía đông của thánh địa. Lindbergh đưa các nô lệ tới đó cho Sabo lấy chìa khóa cổ cho họ rồi rút lui. Anh chỉ tập trung cứu Kuma chứ chẳng hơi đâu dây dưa với bọn Thiên Long Nhân. Kẻ mưu sát Rosewood và Charlotte khả năng cao là Bonnet, nên cô nàng mới nằm trong danh sách trừ khử của Rotoxy. Lại nhắc đến Rotoxy, lúc đó hắn đang lẽo đẽo đi theo công chúa Vivi để bảo vệ chứ không phải bắt bớ gì cả. Nhưng hắn bị cô ghét ra mặt và xua đuổi, Vivi chỉ muốn được Fordogap bảo vệ. Khốn thế hả rời? Cô nói Luxy hãy đi bảo vệ công chúa tình cá Shirahoshi khỏi tên Charlotte bẩn thỉu đó thì hơn. Biết đâu chính Rotoxy đã ngăn được Bonnet giết cha con thành Rosewood nhỉ? Cùng lúc đó, cho Vivi, King Cobra cùng hai cận vệ đã tới trước cửa phòng quyền lực, nhưng lính canh chỉ cho phép một mình quốc vương Alabasta vào. Ngài Cobra mỉm cười dặn dò Pell và Chaka hãy chăm sóc cho Vivi, xem ra ông cũng đoán được điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Không rõ vua Cobra chất vấn ngũ lão tinh vấn đề gì, nhưng chắc chắn ông đã mất mạng vì nó. Có điều tại sao Sabo lại đứng cạnh thi thể vua Cobra đây? Tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của vua Cobra, nhưng nó lại thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng. Liệu có phải Sabo đã ra tay chấp nhận mang tiếng xấu hay không? Mình nghĩ là không. Sabo biết ngài Cobra là quân vương anh minh, tài trí nên sẽ không đời nào giết ông ấy. Nếu muốn gây tiếng vang, anh có thể lấy mạng một Thiên Long Nhân, việc đó thậm chí còn VIP hơn giết một quốc vương khác. Cho nên trường hợp Sabo bị gài nghe khả thi hơn. Khi anh tới nơi, vua Cobra đã bị giết rồi. Góc chụp từ trên cao cho thấy liều báo Morgan đã cài cắm sẵn Denemushi hoặc đích thân đi săn tin. Việc Vivi hiện đang ở cùng hắn đã chứng minh điều đó. Tuy nhiên lý do Morgan đổ vạ lên đầu Sabo vẫn là một ẩn số. Còn kẻ giết vua Cobra là ai đây? Chúng ta sẽ sớm có câu trả lời, bởi tuần sau vẫn tiếp tục có chuyện. Như vậy là mình đã phân tích xong cho tập 1083 mới nhất của One Piece. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên nhấn like, subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.